Sau đây chúng tôi sẽ kiểm tra máy bơm mỡ GZ10 đang bị tình trạng là xì hơi không ra mỡ. Áp vẫn lên bình thường nha các bạn, nhưng mà mỡ không có ra. Kỹ thuật công ty Vinacom sẽ kiểm tra và khắc phục và hướng dẫn các bạn để sau này gặp tình trạng như thế các bạn có thể tự xử lý được. Chúng ta sẽ tháo đầu bơm mỡ ra để kiểm tra nguyên nhân tại sao mà áp nên mà xì hơi và không ra mỡ. Rồi, chúng ta đã tìm ra nguyên nhân. Không nhỉ. Hãy cẩn nằm chung.